Xin chào các bạn. Cứ mỗi khi Apple có một sự kiện mới là anh em công nghệ lại thức trắng đêm để theo dõi rồi lên bài, lên video sớm nhất có thể. Thế nên nếu bạn chưa biết chuyện gì xảy ra rạng sáng ngày hôm nay, hoặc có thể là cũng đã cố thức để theo dõi nhưng lỡ ngủ quên ấy, thì vào luôn nội dung nhá. Chính xác là vào 00 giờ 00 phút ngày 21 tháng 4 theo giờ Việt Nam, sự kiện Spring Loaded giới thiệu những sản phẩm mới của Apple được tổ chức ở bên Mỹ. Còn Tim thì cũng chỉ thức khuya để theo dõi qua màn hình laptop thôi, nhưng vẫn cố gắng hết khả năng để đem lại bầu không khí sáng sớm tinh mơ ngày hôm nay cho những ai vẫn muốn nghe về công nghệ nhưng lỡ lời. Cơ bản ta sẽ có 4 sản phẩm mới, thực ra là chỉ có 3 mà thôi. Tại sao thì bạn sẽ biết ngay bây giờ. 1. iPhone 12 và iPhone 12 mini có màu mới, giá không đổi. Thay đổi duy nhất của máy là màu mới, Purple, tím. Chỉ vậy thôi, giá bán và mọi thông số đi kèm của bản Purple không hề thay đổi so với các phiên bản màu sắc khác trên iPhone 12 và iPhone 12 mini. Cụ thể là từ 699 USD cho iPhone 12 mini và từ 799 cho iPhone 12. Thế mới nói là tuy có 4 sản phẩm mới nhưng chỉ 3 trong số này là thực sự mới. 2. iPad Pro. Hai điểm chính về sản phẩm này: 1. Thiết kế không đổi. 2. Phần cứng nâng cấp nhiều mặt, trong đó có 3 thông số chính mình muốn chia sẻ cùng các bạn. Thứ nhất, màn hình mini LED trên model 12,9 inch. Đây có lẽ là nâng cấp theo mình là đáng chú ý nhất trên iPad Pro 2021. Nên mình xin phép được đẩy lên đầu. Công nghệ màn hình mini LED mới hoàn toàn này được Apple gọi là Liquid Retina HDR. Để nói chi tiết sẽ hơi dài dòng nên cơ bản ta sẽ chỉ cần biết điểm mạnh của mini LED là tiết kiệm điện, độ sáng cao và hạn chế được hiện tượng bóng mờ trên màn hình OLED. Như lưu ý này, chỉ iPad Pro màn hình 12,9 inch mới có công nghệ mới này. Phiên bản 11 inch nhỏ hơn vẫn là màn hình LED truyền thống, một sự phân cấp khá là rõ ràng. Thứ hai, cũng như các sản phẩm mới khác trừ iPhone, iPad Pro năm nay được trang bị Apple M1. Đây là chipset đang được sử dụng trên MacBook, Mac Mini và cả chiếc iMac mới mà mình sẽ nói ở phần sau. Thế nên ta sẽ có một chipset với CPU nhanh hơn 50%, GPU nhanh hơn 40% so với thế hệ iPad cũ, theo như Apple công bố. Cơ bản thì M1 sẽ có 8 nhân CPU, 8 nhân GPU và 16 nhân xử lý AI. Ngoài ra, dung lượng RAM và bộ nhớ trong cũng được nâng cấp tối đa lên đến là 16GB và 2TB. Thứ ba, kết nối 5G và Thunderbolt. iPad Pro 2021 là dòng iPad đầu tiên hỗ trợ chuẩn kết nối 5G. Tiếp theo, vẫn sử dụng cổng USB-C nhưng đã được nâng cấp lên chuẩn Thunderbolt với băng thông đến 40 Gigabit trên giây. Cơ bản thì bạn sẽ có khả năng truyền tải dữ liệu với tốc độ cao hơn và kết nối với các màn hình độ phân giải cao. Cuối cùng, iPad Pro mới sẽ có giá bán khởi điểm từ 799 USD cho phiên bản 11 inch và 1099 USD cho phiên bản 12,9 inch. 3. iMac 2021. Hai điểm chính ở sản phẩm này. Thứ nhất, thiết kế mới, màu sắc rất nhiều. Ta sẽ có một thiết kế nhỏ hơn, mỏng hơn và hiện đại hơn. iMac mới chỉ mỏng 11,4 inch, tức là nó sẽ dài gấp đôi một chiếc iPad Pro 12,9 inch. Tổng thể thiết kế của iMac 2021 trông giống như một chiếc iPad phóng to và kèm theo một chiếc chân đế. iMac mới nhỏ hơn 50% so với thế hệ tiền nhiệm. Về chất liệu, đây là nhôm tái chế 100%. Cuối cùng, ta có đến 7 màu sắc khác nhau cho sản phẩm này: xanh, vàng, cam, đỏ, tím, xanh dương và bạc. Điểm chính thứ hai, các nâng cấp về phần cứng. 1. Ta có Apple M1. Chip M1 mới trên iMac cho hiệu năng CPU cải thiện 85%, hiệu năng GPU cải thiện gấp đôi và cũng là theo Apple. Họ nói rằng iMac M1 có khả năng stream tối đa 5 luồng video 4K hoặc một luồng video 8K trong Final Cut Pro mà không bị drop frame. 2. Chất lượng màn hình nâng cấp. Đây là một màn hình kích thước 24 inch, độ phân giải 4.5K với viền màn hình cực kỳ mỏng, có khả năng hỗ trợ giải màu DCI P3 với hơn 1 tỷ màu sắc khác nhau, độ sáng 500 nits và hỗ trợ công nghệ tru tông. 3. Webcam 1080p. 4. Hệ thống micro thu âm mới với 3 microphone riêng biệt, cho phép khử tiếng ồn môi trường và tập trung cải thiện chất lượng thu âm, đặc biệt là giọng của người dùng. 5. Có Touch ID trên bàn phím, phụ kiện nhiều màu sắc. Magic Keyboard, Magic Mouse và Magic Trackpad đều có nhiều màu sắc tương tự như dòng iMac mới. Điểm nhấn khác là lần đầu tiên Apple mang khả năng hỗ trợ Touch ID cho dòng iMac thông qua bàn phím Magic Keyboard. Cuối cùng, iMac 2021 sẽ có giá bán khởi điểm từ 1.299 USD và 1.499 USD cho lần lượt phiên bản GPU 7 nhân và GPU 8 nhân. Rồi, và đây là sản phẩm nhỏ nhắn thứ tư để chốt cho video ngày hôm nay. Cơ bản thì nó là một món phụ kiện mang dấu hiệu nhận biết của Apple, tương tự các loại smart tag khác. Những bạn hay cất tạm nó ở đâu đó rồi tìm không ra đồ vật của mình thì cứ gắn AirTag vào cái thứ mà bạn hay quên. Apple sẽ giúp bạn định vị và tìm kiếm ra nó mà không phải lục tung phòng, lớp hay công ty của mình lên. AirTag có thiết kế hình tròn với hai mặt, một mặt có gắn logo của Apple và một mặt có thể được tùy chỉnh theo sở thích của người dùng, ví dụ như tên này hay là emoji này.
AirTag sẽ được tích hợp sẵn một loa phát nhỏ, có cảm biến gia tốc kế và hỗ trợ Bluetooth Low Energy cho phép kết nối với iPhone. Pin của sản phẩm này rất đáng để nhá, 1 năm và cho khả năng thay thế. Mức giá được đưa ra ở đây là 29 USD, tương đương 669.000 đồng, tức là ngang với phụ kiện Samsung Smart Tag ra mắt trước đó. Apple có bán theo bộ 4 cái với giá 99 USD và đó là 4 hoặc 3 sản phẩm mới tùy theo cách hiểu của các bạn. Mà TechMag muốn chia sẻ để mọi người cùng biết trong sự kiện Spring Loaded rạng sáng ngày hôm nay. Có thể bạn thấy hơi dài nhưng thực ra là mình đã tóm gọn nhất có thể rồi đấy. Nên nếu nhận được bất kỳ giá trị nào dù nhỏ từ video thì đừng quên là tao sẽ có nút like và phần bình luận phía bên dưới. Còn nếu muốn đồng hành cùng mình là Hoàng Đặng và tìm trong thời gian tới thì tao sẽ có nút subscribe nha. Một lần nữa, mình là Hoàng Đặng, đây là TechMag Việt Nam. Bye bye.